Xin chào mọi người nha. Như đã hẹn thì tối hôm nay lúc 20 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên cái live này, tầm cỡ 15 phút thôi nha. Chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm mà khi mà các mẹ sinh mổ là sẽ ít đau vết thương hoặc là ít đau vợ con. Xin chào mọi người nha. Hiện nay hầu hết các mẹ bị trong quá trình mang thai là tẩm bổ nó nhiều, cho nên á là cân nặng của em bé nó thường nặng hơn so với quy định, với lại cân chuẩn. Thế nên cái vấn đề mà việc chọn lựa chọn sinh mổ sẽ là một cái lựa chọn mà hàng đầu của các mẹ. Tuy nhiên các mẹ là lo lắng là khi mà sinh mổ sẽ đau vết thương và đau dạ con. Trong cái live này mình xin chia sẻ ra cái bí quyết của mình đã từng sinh mổ hai lần, là bé lớn Mio và hai bé nhỏ. Trong quá trình sinh mổ là mình nó không có đau dạ con nhiều và vết thương nó không có bị đau. Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Sao Thị Hồng Tư. Thì mình đang là đại lý của phân phối các cái dòng sản phẩm ngũ cốc của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Stateline, chuyên cung cấp các dạng sản phẩm ngũ cốc bào, ngũ cốc dinh dưỡng, ngũ cốc lợi sữa sau sinh, mầm đồ đành, trà thảo mộc và bột ăn dặm. Xin chào mọi người nha. Xin chào chị Lê Hằng, xin chào Thần Thị Thảo Trang, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Chào Liên nha, lâu ngày quá Liên hỉ. Xin chào mọi người, ngay bây giờ là mình sẽ không để mọi người đợi lâu, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình mà trong quá trình sinh em bé, hai bé song sinh sao là bé Thỏ và bé Gáo, là mình được sự hướng dẫn của tận tình của chị y tá của bệnh viện 600 giường ngoài Đà Nẵng. Chị đã hướng dẫn cho mình cách mà trong quá trình sinh mổ sau sinh là sẽ không có bị đau vết thương và không đau dạ con, mà mẹ có thể là sau khi rút dịch có thể mẹ có thể đứng lên và đi lại nhẹ nhàng một cách dễ chịu, dễ dàng hơn. Đó là khi có... xin chào Tiết Thương Mai nghe. Xin chào Diêm Trần. Xin chào Văn Phương, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Đó là cái kinh nghiệm mà khi mà các mẹ mà sinh mổ, nó thường các mẹ đang mang thai lần đầu hoặc là đã mang thai lần hai mà chuẩn bị sẽ mình có ý định là sinh mổ, thường mà nghe mọi người truyền lại nhau đó là sinh mổ là nó đau vết thương nhiều lắm, nó đau dạ con nhiều lắm, là nhất là lần hai là hai bị đau vậy, vết thương và đau dạ con. Bé đây em. Mio, trời thường đau vết thương và đau dạ con nên nó đã đi vào trong tiềm thức của mọi người rồi, cho nên khi mọi người cứ nghĩ đến sinh mổ là nó sẽ đau vết thương và đau dạ con, làm cho mọi người cảm thấy lo lắng và cảm thấy rất là sợ sệt. Tuy nhiên là nó vẫn đau, nhưng mà nó không có nhiều cách để mình giảm lại cơn đau đó. Đó là cái cách mà mình đã thực hiện và rất là hiệu quả nhờ sự chỉ dẫn của chị y tá ở ngoài viện 600 giường. Và những gì mình đã trải qua thì bây giờ mình xin chia sẻ lại cho mọi người, để mọi người khi mà chuẩn bị đi sinh và sinh mổ thì không phải mà lo lắng và vết thương nó bị đau và cái dạ con nó đau. Đó là khi mà các mẹ đã mổ xong đã đưa em bé ra ngoài, là các mẹ ở trong cái phòng mà phòng chờ á, nghĩa là trong phòng mà sau sinh mổ á, là các mẹ khi mà các mẹ lúc đó là mẹ nằm ở cách ly con, các mẹ bây giờ là cho con vô cùng với mẹ rồi, các mẹ có thể nằm và lấy tay mà xoa nhẹ cái bụng, cái bụng mình xoa vòng tròn để chiều kim đồng hồ, để cho mà cái dịch sản dịch nó sẽ ra nhiều hơn, nó giúp. Hai bé ngủ rồi em, hai bé ngủ rồi nghe.
là mẹ xoa nhẹ cái bụng để mà có cái sản dịch nó nhanh ra. Xong là khi mọi người là được đưa xuống cái phòng bệnh, là trong khi đưa xuống phòng bệnh là các mẹ là vẫn còn là thuốc giảm đau và thuốc gây tê, là các mẹ là có thể là nghiêng qua bên phải một nhẹ nhàng một tí, nghiêng lần lần nghiêng bên phải và rút chân lên co chân xuống nhẹ nhàng, và nghiêng qua bên trái, chào nhau mai nghe, nghiêng qua bên trái một tí, xong rồi co chân rút chân lên. Và nằm ngửa, thì các mẹ cũng rút chân lên nhẹ nhàng, rút chân từ từ lên và giữ chân xuống. Trong lúc mà thuốc giảm đau vẫn còn thì các mẹ làm như vậy là cái vết thương nó sẽ không có cảm giác đau, vì nó sẽ không có cảm giác đau và các mẹ sẽ không sợ, không khớp trước cái vết đau mà quá mạnh. Thì các mẹ làm giống xin nhà Nguyễn Phúc nghe, nhà Lê Vũ Hương nghe, các mẹ sẽ làm như vậy, là nhà Hà Trần nghe, như vậy là giống như một bài tập thể dục nhẹ nhàng trước khi ra sân đấy. Các mẹ cứ co nhẹ nhàng cái chân lên, khi mà nếu như nó đau quá thì các mẹ không cố, các mẹ làm từ từ nhẹ nhàng. Chào bà Hà Trang nha, mẹ làm từ từ nhẹ nhàng, là các mẹ rút chân nhẹ nhàng lên, xong mà các mẹ thả chân xuống, rồi các mẹ nghiêng qua bên trái nhẹ nhàng, từ từ nghiêng qua bên trái nhẹ nhàng, xong các mẹ nghiêng từ từ nghiêng qua bên phải nhẹ nhàng. Nghĩa là trong quá trình mà còn thuốc gây tê và thuốc gây mê là các bạn sẽ có cảm giác là nó chỉ nhói đau, giống như là một cái không có đến nỗi mà đau, mà đến các bạn phải xỉu hay phải các bạn phải tiết dương trì huyết. Chào em nghe, sau khi các mẹ mà nghi như vậy xong là vừa tác động vào cái vết thương, là các vết thương là nó có độ co giãn. Trong quá trình mà các mẹ còn thuốc TT là cũng có độ co giãn, vết thương nó sẽ quen với dần với lại cái việc tập thể dục nhẹ nhàng của các mẹ. Là khi mà các mẹ rút dịch ra là các mẹ có thể ngồi lên rất là dễ dàng. Và các mẹ khi mà bên cạnh đó là vừa co người, vừa lấy tay xoa nhẹ đánh bụng, vừa như thế là vừa giúp cho sản dịch chúng ta đẩy ra nhanh. Và khi mà sản dịch chúng ta đẩy ra nhanh, trong quá trình đẩy ra nhanh đó thì các cân gò tử cung để mà đẩy sản dịch ra nhanh đó thì sẽ không có cảm giác đau nữa. Rồi xin thêm đứa nữa đây Hà Trang, các bạn sẽ không còn cảm giác mà đau, vừa đau vết thương vừa đau cái dạ con nó hành. Thì khi thuốc tê còn là các bạn sẽ không có cảm giác mà nó không cảm giác đau, cho nên các vết đau nó không có đưa lấy trung tâm kinh của mình nên mình không có lo lắng nữa. Và sau khi các mẹ thực hiện đau giống như mình như vậy thì đến khi mà thấy thuốc tê, mọi người khi mà bác sĩ mà rút dịch ra thì các mẹ có thể là nhờ người nhà đưa nhẹ và các mẹ ngồi nhẹ nhàng lên, chứ không phải là các mẹ gồng lên. Các mẹ gồng lên là khi mà gồng lên là cái vết thương nó sẽ căng ra, giữa vết thương là nó sẽ khiến các mẹ đau kinh khủng. Các mẹ thả lỏng cơ thể hoàn toàn, để người nhà từ từ để các bạn các mẹ lên ngồi dậy. Cái các mẹ không các mẹ chỉ tựa vào người nhà và các mẹ cố gắng không có gồng nha các mẹ không có gồng mà các mẹ từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy như nương theo cái tay của người nhà thôi, chứ không có gồng mà cũng không phải cố hết sức, cũng không phải dựa hoàn toàn vào người nhà. Xong rồi khi các mẹ ngồi dậy được, các mẹ nhẹ nhàng các bạn đứng lên, các bạn tập đi nhẹ nhàng, đi tới đi lui nhẹ nhàng. Đấy, khi mà mình sinh hai bé sinh đôi thì mình đã áp dụng cái phương pháp của mà chị y tá của bệnh viện Sao Giường hướng dẫn này. Khi rút dịch xong là mình lúc đó mình không có người nhà, mà chỉ có một bà dì bà cũng già rồi 70 tuổi mà bà đỡ mình nhẹ nhàng mà mình đã ngồi dậy được. Đấy, cũng không cần phải hai ba người nhà để được. Nếu các mẹ áp dụng có phương pháp như mình mới nói, các mẹ ngồi dậy đi và tập đi nhẹ nhàng. Các mẹ cố gắng tập đi thẳng người nha, cố gắng từ từ, đừng có khom người miết. Các mẹ mà đi cứ đi khom người miết là khi các mẹ ngồi đứng thẳng lên cái vết thương nó sẽ đau. Từ từ lần lần mình các mẹ cố gắng lần lần từ từ thẳng người lên một tí, xong rồi nếu đau quá các mẹ có thể cúi xuống lại. Và từ các mẹ thẳng người lên một tí được, người cố mừng các mẹ thẳng cúi xuống lại, chứ không nên mà các mẹ cứ đi khom miết là vết thương nó sẽ gom lại. Như thế là sau khi các mẹ ngửa thẳng người lên là sẽ đau, nên các mẹ phải làm cho vết thương nó
nó chai chai như đó thì các bạn cũng có thể là giảm được cái vết thương đau. Đấy là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, và mình cảm thấy là khi mà mình sinh hai bé sinh đau này mình cảm thấy vết thương nó không đau. Và dạ con nó cũng không có đau như mọi người thường nói là sinh đứa sau là vết thương nó đau kinh khủng. Thì mình cũng sinh mỗi lần đầu tiên đâu, tiếp lần thứ hai vết thương nó đau kinh khủng, và đau dạ con nó đau kinh khủng mà mình thấy nó hoàn toàn nó không có đau, và vết dạ con nó cũng không có đau, mình vẫn đi lại bình thường mà rất là ok. Nên mọi người có thể áp dụng mà theo cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, đảm bảo là các bạn sẽ không có bị đau. Mà theo mọi người nói là kinh khủng đau ghê dễ sợ. Nên mình xin phép được giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm bên mình nha. Đây là dòng sản phẩm mà bên mình hiện đang phân phối đây. Đây là ngũ cốc siêu dinh dưỡng dành cho bà bầu. Cái này là thành phần có bao gồm có 18 loại hạt trong này, là giúp nó bổ sung canxi, sắt, đầy đủ các dưỡng chất cho mẹ khi mang thai. Mà khi các mẹ mà dùng cái dòng ngũ cốc này nè, các mẹ có thể là dùng, nếu các mẹ không thể uống sữa bầu được trong 3 tháng đầu, các mẹ có thể vô sử dụng cái dòng ngũ cốc siêu dưỡng dành cho bà bầu này để mà các mẹ mà bổ sung cho con yêu của mình có đầy đủ dưỡng chất. Uống này nó không ngán nha các mẹ, nó rất là dễ uống. Rồi này các bạn có thể thay thế được cái sữa bào trong 3 tháng đầu nếu các bạn cũng thấy ngán, và các bạn có thể uống duy trì trong 9 tháng mang thai để cho mà cái lượng hạt trong này có nhiều loại hạt. Các bạn có thể ăn hạt các loại hạt, nhưng mà các bạn sẽ ăn được 1-2-3 loại hạt, nó không có đầy đủ các loại hạt giống như là trong cái dòng ngũ cốc mà xuyên những bào mình đang cung cấp này. Nếu vì vậy khi mà các bạn bổ sung được cái dòng ngũ cốc siêu dưỡng này nó, thì các bạn sẽ được đầy đủ các loại hạt và giúp cho em bé nó hấp thu tốt, và em bé sẽ lên cân tốt, và bên cạnh đó là sẽ đầy đủ dưỡng chất như sắt, canxi, magie giúp. Bên cạnh đó là cái dòng ngũ cốc này nè là có nhiều loại hạt giúp mẹ không bị táo bón. Thì trong quá trình mang thai là các bạn thường hay uống sắt, canxi nhiều đúng không ạ? Các bạn uống sắt nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng là các bạn sẽ bị táo bón. Mà táo bón mà bà bầu mà bị táo bón là các bạn biết là rất là mệt. Mà tình trạng mà bầu là luôn luôn bị táo bón. Nói chung là các bạn mẹ nào mà mang bầu là các bạn sẽ biết tình trạng mà táo bón của mẹ bầu là rất là mệt. Và các bạn phải tìm ăn đủ nhiều loại, ví dụ như là ăn rau, rồi ăn khoai lang, rồi ăn chuối. Nói chung là ăn nói cái gì mà ăn gì để các bạn không bị táo bón thì các bạn đều cố gắng ăn. Chính vì vậy nên mình muốn giới thiệu đến mọi người là cái dòng ngũ cốc bào này nè rất là dễ uống, và uống là giúp các bạn không bị táo bón trong thai kỳ, và giúp các mẹ sẽ cung cấp đủ dưỡng chất cho em bé trong quá trình mà các mẹ mang thai. Và đặc biệt là uống cái dòng ngũ cốc là các mẹ sẽ không lên cân nhiều nha. Nhiều mẹ là sợ mình sẽ lên cân thai kỳ, là nếu mà lên cân thai kỳ nhiều đó sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy đúng không các mẹ? Ví dụ như là tiểu đường thai kỳ, hoặc là các mẹ sẽ bị béo phì sau sinh, hay là sẽ có nhiều cái hệ lụy vô cùng. Nếu vì vậy khi mà các mẹ sử dụng cái dòng bổ cốc siêu dinh dưỡng bào này là các mẹ sẽ hạn chế được cái tình trạng béo phì của mình, hạn chế được cái tình trạng béo phì, và hạn chế được cái tình trạng mà các mẹ lên cân quá nhiều, mà các bé vẫn đủ dinh dưỡng. Nghĩa là khi uống cái dòng ngũ cốc này các mẹ sẽ được vào con chứ không vào mẹ đây, nghĩa là con sẽ đủ dưỡng chất, sẽ giàu và chắc, mà mẹ thì không lên cân, các mẹ không có bị táo bón. Như vậy khi mà các mẹ mà không thể mà bị các mẹ bị ngán và không ăn được nhiều thức ăn, và thật sự không đủ dưỡng chất mà để cho mà bổ sung cho em bé, thì các mẹ nên chọn cái dòng ngũ cốc này đây, mà dòng ngũ cốc mà vô cùng mà tuyệt vời dành cho các mẹ bầu. Xin chào Marianne nha. Xin chào mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem livestream này của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.